Trong ngày bắt đầu dự án kinh doanh cùng người bạn thân Trần Hữu Đông Triều, tiền đạo Công Phượng gây chú ý khi tới trên một chiếc xe mô tô khá ngầu. Anh xin phép không tiết lộ nhiều về chiếc xe phân khối lớn và chỉ nói ngắn gọn về một số sở thích cá nhân. Tôi đam mê tốc độ nên đầu tư chiếc xe này. Dù không muốn hé lộ nhiều về chiếc mô tô, nhưng có lẽ bất cứ fan nào cũng sẽ dễ dàng nhận ra đâu là xe của Công Phượng. Vì nhìn là nổi bật ngay thương hiệu của anh cùng bạn đời Tô Ngọc Viên Minh. PM là chữ viết tắt của Phượng Minh, một thương hiệu thời trang riêng dành cho giới trẻ do Công Phượng và Viên Minh sáng lập. Tham gia thiết kế, việc mở công ty riêng cũng nằm trong định hướng tương lai lâu dài của tiền đạo quê Nghệ An. Công Phượng chia sẻ, từ những ngày đầu tập tành kinh doanh đến khi xác định đó sẽ là hướng đi riêng ngoài bóng đá cho bản thân. Tôi đã có ý tưởng kinh doanh riêng từ năm 2016. Hồi đó tôi mở một shop quần áo rồi mà cũng chẳng có tiền nhiều đâu. Đợt đó đi thi đấu U19 về nên gom góp rồi làm, mà cuối cùng không có đồng nào hết. Từ đó cũng học hỏi được rất nhiều về kinh doanh, có thêm kinh nghiệm. Bản thân Công Phượng sau này không biết có thể thay đổi được suy nghĩ hay không, nhưng giờ tôi định hướng sau này sẽ kinh doanh, còn với mảng bóng đá chưa biết được.